Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Hôm nay Lợi nói về công thức giải phương trình trị tuyệt đối. Thì ở đây các bạn cần nhớ những cái công thức liên quan về phương trình trị tuyệt đối giúp Lợi nha các bạn. Thứ nhất đó là định nghĩa. Đây, định nghĩa trị tuyệt đối của A bằng chính nó nếu A lớn hơn bằng 0, và trừ A nếu A nhỏ hơn 0. Đây là định nghĩa, được chưa? Và hai cái này thì các bạn chỉ cần thuộc cái thứ ba này thôi, được chưa? Trị tuyệt đối của A bằng B khi và chỉ khi B lớn hơn bằng 0 và A bằng B, hoặc hay A bằng trừ B. Kiến thức thứ ba đó là trị tuyệt đối của A bằng trị tuyệt đối của B khi và chỉ khi A bằng B hay A bằng trừ B. Kiến thức thứ tư đó là trị tuyệt đối A cộng trị tuyệt đối B bằng 0 khi và chỉ khi A bằng 0, B bằng 0. Và một cái trường hợp liên quan về căn, các bạn có thể đưa về trị, đó là căn A bình bằng B. Thì các bạn nhớ là kiến thức của lớp 9, căn A bình thì bằng trị tuyệt đối của A bằng B, và đưa về dạng này. Đây, dạng đây. Ok chưa ạ? Rồi, thì để giải phương trình trị tuyệt đối, các bạn cần nghe các bạn, cần nhớ. Thứ nhất, các bạn có thể đưa về định nghĩa. Đây, định nghĩa đây. Đó, định nghĩa. Cái thứ hai đó là các bạn bình phương hai vế để khử dấu trị tuyệt đối, giải quyết cho bài đây, kiến thức này. Dùng phương pháp tính chất của trị tuyệt đối thì các bạn sẽ giải quyết được bài này, đây chỗ này. Và đặt ẩn phụ dành cho những cái bài nào mà trong trị tuyệt đối nó nhiều quá, được chưa? Giải phương trình chứa nhiều trị tuyệt đối thì cách thứ nhất, các bạn áp dụng công thức nếu rơi vào những cái dạng cơ bản như trị tuyệt đối A bằng trị tuyệt đối B, hay là trị tuyệt đối A cộng trị tuyệt đối B bằng 0, được chưa? Cách hai đó là các bạn dùng bảng xét dấu. Rồi, ví dụ như bài 10-14, trị tuyệt đối của 2x cộng 3 trừ trị đối x cộng x trừ 1 bằng 0. Thì ở đây các bạn dùng bảng xét dấu, bởi vì không có dạng cơ bản trị đối A bằng trị đối B hay là trị đối A cộng trị đối B bằng 0. Thì các bạn xét dấu, thì trước khi xét dấu thì các bạn xét những cái căn này bằng 0, 2x cộng 3 bằng 0 và x bằng 0. Sau đó các bạn giải tìm nghiệm x bằng trừ 3 phần 2, x bằng 0. Sau đó lập bảng xét dấu x nè, căn thứ nhất nè, thì xin lỗi, trị đối thứ nhất, trị đối thứ hai nè, đó, trừ vô cùng nè, cộng vô cùng. Bắt đầu các bạn xét nghiệm trừ 3 phần 2 với 0 thì trừ 3 phần 2 trước, trừ 3 phần 2 là nghiệm của thằng này, vậy thằng này bằng 0. 0 là nghiệm của thằng này, thì thằng này bằng 0. Và các bạn nhớ hai thằng này đều là phương trình bậc nhất, thì trong trái ngoài cùng, nhớ trong trái dấu A, ngoài cùng dấu A, trong trái ngoài cùng, A đây và A đây, A đây lớn hơn 0, A đây lớn hơn 0, được chưa? A chính là thằng đứng trước thằng x đó các bạn. Rồi, nghiệm của nó đây, nghiệm của phương trình này là nghiệm ở đây, trong trái dấu A lớn thì trái là trừ, ngoài cùng cộng. Tiếp tục nghiệm của thằng x đây, trong trái là trừ cộng. Sau đó các bạn nhớ trừ là cho thấy là nó là số âm, các bạn bỏ trị thêm dấu trừ.
dấu cộng là cho thấy nó là số dương, bỏ chị ra chứng chứng nó. Rồi các bạn viết lại đề lần nữa nè. Chị đó x giờ 2x cộng 3 trừ x cộng x trừ 1 bằng bằng 0. Rồi các bạn xét nè, từ đây tới đây là nhỏ hơn trừ 3 phần 2. Các bạn muốn biết có lấy dấu bằng hay không thì bạn nhìn vào đây. 3 phần 2 trừ 3 phần 2 là nghiệm của thằng này, nhưng nếu mang dấu trừ các bạn không lấy dấu bằng. Được chưa ạ? Vậy trường hợp 1, x nhỏ hơn trừ 3 phần 2 thì cho thấy thằng này là số âm, thằng này cũng là số âm, bỏ chị thêm dấu dấu trừ này, trừ 2x cộng 3 trừ trừ x cộng x trừ 1 bằng 0. Tương tự các bạn giải, rút gọn, giải và xét nghiệm. Rồi, bằng trừ 2x cộng trừ 3 cộng x trừ 1 bằng 0. Tương đương x nhỏ hơn trừ 3 phần 2. Và đây các bạn rút gọn nè, rút vậy là trừ 4, trừ 4 bằng 0. Vô lý. Vậy cái thầy S bằng bằng rỗng. Tương tự trường hợp 2, trường hợp 2 từ trừ 3 phần, từ trừ 3 phần 2 đến 1 nè, thì các bạn thấy đây là dấu cộng đúng không ạ? Mà trừ 3 phần 2 là nghiệm của thằng này. Vậy các bạn lấy cái dấu bằng ở trừ 3 phần. Vậy x lớn hơn bằng trừ 3 phần 2. Và 1, 0 là nghiệm của thằng này. Thằng này vẫn là dấu trừ nên các bạn không lấy dấu bằng tại tại 0. Rồi, thì ở đây là dấu cộng ra chứng nó. Ở đây dấu trừ thêm dấu, dấu trừ. Vậy mình có là 2x cộng 3 trừ cho trừ x cộng x trừ 1 bằng 0. Tương tự các bạn giải y chang hồi nãy. Được chưa? Giải y chang hồi nãy. Tương tự trường hợp 3 các bạn cũng làm như vậy. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào.